Hello, chào mừng anh em đã quay trở lại với Thỏ Ngọc Anime. Anh biết đấy, phần lớn những bộ anime với nhân vật chính, cho dù với bất kỳ lý do nào đó mà họ cảm thấy bản thân mình xuất hiện tại một thế giới vô cùng lạ lẫm, cũng khiến cho các fan anime dễ dàng bị cuốn hút theo phải không nào? Những bộ anime như vậy thường có những câu chuyện vô cùng mới lạ, khơi gợi trí tò mò của người xem khi mà theo dõi hành trình của nhân vật. Nếu bạn đang tìm kiếm những bộ anime như vậy, hãy cùng với Thỏ Ngọc Anime đến ngay với Top 10 anime có nhân vật chính bị đưa đến một thế giới xa lạ. Và sau khi xem xong top 10 anime bên dưới thì đừng quên để lại một like và bình luận xem bộ anime nào đã để lại cho bạn nhiều ấn tượng nhất cho mình và mọi người cùng biết nhé. Số 10. Caligula, thể loại hành động viễn tưởng. Hạnh phúc là gì? Từng là người thích tâm lý học, những câu hỏi như thế này là câu hỏi mà một học sinh trung học, Ritsu Shikishima, thích suy ngẫm khi mà trải qua những ngày yên bình bên bạn bè. Tuy nhiên, thế giới hoàn hảo của anh ta bắt đầu sáng tỏ khi mà anh nghe thấy một giọng nói kỳ lạ bị che khuất bởi tiếng động, cầu xin sự giúp đỡ. Giọng hát này thuộc về Micro, một thần tượng nhạc pop được yêu mến, người mà giọng hát bắt đầu có ảnh hưởng xấu đến thế giới. Trước đôi mắt của Ritsu, khuôn mặt của bạn bè và gia đình của anh trở nên méo mó vì âm thanh của giọng nói Micro biến họ thành Digiheads, những con quái vật hùng hãn tiêu diệt tất cả những ai bắt đầu thức tỉnh về bản chất thực sự tồn tại của họ. Nhận ra rằng mình bị mắc kẹt trong một thế giới ảo được tạo ra bởi Micro gọi là Mobius, Ritsu giờ phải tập hợp tất cả những người khác đã cố gắng nhận ra sự thật trước khi tất cả họ đều bị loại bỏ. Cùng nhau, họ sẽ sử dụng sức mạnh mới tìm thấy và vũ khí được cung cấp bởi cảm xúc của họ, được gọi là hiệu ứng Catharsis, để chống lại nhóm bí ẩn, được gọi là The Ostinato Musicians, khi mà họ cố gắng trốn thoát. Số 9. Arata Kangetri, thể loại phiêu lưu fantasy shonen. Từ khi vẫn còn là một cậu bé của một ngôi nhà quý tộc ở Amawakuni, Arata đã luôn mong muốn điều khiển cuộc sống của chính mình, cho đến khi lời nói của hoàng hậu đang ngày một yếu đi đến thành phố của cậu. Không biết cậu ta, ba của Arata đã tuyên bố cậu ta là nữ từ khi sinh ra, và bây giờ không có cô gái nào khác để kế vị công chúa từ gia tộc Hime. Cậu ta phải trở thành người kế vị ngai vàng, ngụy trang thành một người phụ nữ để chờ người thay thế được tìm thấy. Arata chứng kiến một vụ ám sát công chúa bởi không ai khác chính là người bảo vệ của chính cô, Twel Shincho. Với tội ác được gắn lên đầu, buộc Arata phải trốn vào rừng Kando, nơi mà người ta nói rằng không ai vào đó có thể quay trở lại. Trong khi đó, ở Nhật Bản thời hiện đại, Arata Hinohara khao khát thoát khỏi sự tàn nhẫn của bạn cùng lớp. Nghe thấy tên mình được gọi từ một con hẻm, anh ta lang thang trên con đường của mình và vô tình chuyển vũ trụ với Arata ở Amawakuni. Với sức mạnh như một chiến binh show được đánh thức, cậu có thể sử dụng Hayagami, vũ khí với sức mạnh của các vị thần, và cùng với sự giúp đỡ của những người bạn đồng hành mà cậu ta gặp trong hành trình của mình, Hinohara bắt đầu khôi phục trật tự cho thế giới mới này. Số 8. Astarote no Omocha, thể loại hài hước ác quỷ Echi Fantasy lãng mạn shonen. Tsukubi, giống như công chúa trẻ, Astarote Lotte Eva yêu cầu hạt giống từ sự sống của đàn ông để tồn tại, bổ sung phép thuật của họ và tiếp tục dòng dõi hoàng gia của vương quốc ma thuật. Điều này có ý nghĩa là Tsukubi cần phải giữ một hậu cung đàn ông trong tầm tay. Trớ trêu thay, Lotte coi thường đàn ông. Điều này sẽ khiến tính mạng của cô gặp rủi ro khi cô trưởng thành. Để thuyết phục cô hoàn thành nhiệm vụ của mình, một trong những người hầu cận của cô, Judith Nogrevic, đã đến thế giới loài người để tìm một người đàn ông mà Lotte có thể chấp nhận được. Judith trở lại cùng với Naoya Chohara, 23 tuổi, một người cha đơn thân không may bỏ con gái mình, Asuha, ở cõi người. Là thành viên đầu tiên của hậu cung Lotte, Naoya nhanh chóng thích nghi với môi trường mới này, phục vụ công chúa, làm cô hạnh phúc. Thật không may, khi con gái của anh ấy được phép đến thế giới phép thuật, mối quan hệ của Naoya nhanh chóng trở nên xấu đi với Lotte. Mặc dù vậy, anh ấy vẫn cố gắng hàn gắn mối quan hệ của họ. Tuy nhiên, mọi thứ nhanh chóng trở nên rõ ràng rằng sự hiện diện của Naoya trong thế giới phép thuật không chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên khi mà anh phát triển mối quan hệ của mình với Lotte. Số phận bắt đầu kéo các mối quan hệ ràng buộc của anh và mọi người khác trong thế giới đầy mê hoặc này.
Số 7, 18 If, thể loại huyền bí siêu nhiên. Thức dậy trong một phòng ngủ kỳ lạ trong một thế giới mộng mơ, thiếu niên Haruto Tsukishiro tìm thấy một ứng dụng lạ trên điện thoại di động của mình. Khi anh ấy kích hoạt chương trình, một người phụ nữ kỳ lạ xuất hiện và cố gắng kéo anh đến vương quốc của cô ấy. May mắn thay, cô gái tóc trắng bí ẩn cắt đứt mối liên hệ của họ và giúp anh trốn thoát, tiết lộ rằng người phụ nữ kia là phù thủy. Tuy nhiên, cuộc trò chuyện của họ bị cắt ngắn. Khi Haruto bước vào vương quốc một lần nữa, anh ta gặp một con mèo biết nói, có tên là Kasumi Kanzaki. Trong khi tay sai của phù thủy truy đuổi họ, cô gái tóc trắng mở cửa cho họ trốn thoát. Sau thử thách của họ, Haruto mô tả vị cứu tinh của họ. Chỉ có anh mới có thể nhìn thấy anh ấy và Kasumi. Cơ quan hàng đầu về nghiên cứu thế giới giấc mơ nhận ra rằng cô ấy phải là Lily, một sinh vật nổi lên nhiều lần trong nhiều giấc mơ. Hy vọng rời khỏi thế giới giấc mơ qua một cánh cửa màu xanh, họ một lần nữa bước vào vương quốc của phù thủy. Phát hiện ra mình đang gặp nguy hiểm, Lily tiết lộ sự thật với Haruto. Các phù thủy mắc phải hội chứng người đẹp ngủ trong rừng, trạng thái ngủ giống như hôn mê do sự dằn vặt trong cuộc sống thực của họ. Vì vậy, họ không thể thức dậy cho đến khi họ bị đánh bại trong thế giới giấc mơ. Cuối cùng, sau khi đánh bại mụ phù thủy và định vị cánh cửa màu xanh, Haruto và Kasumi nói lời chia tay, hứa hẹn sẽ gặp lại nhau trong thế giới thực. Tuy nhiên, khi mà Haruto đi ra khỏi cửa, anh tỉnh dậy trong phòng ngủ thế giới giấc mơ một lần nữa. Tìm hiểu câu trả lời, Haruto và Kasumi cố gắng khám phá những bí ẩn của các phù thủy. Lily và Haruto không thể rời khỏi thế giới giấc mơ. Sáu, Kiba, thể loại phiêu lưu fantasy shonen. Trong một tương lai đen tối, hai người bạn mơ ước tự do và mong muốn kiếm được nhiều hơn những gì mình có. Hothead Z đang chạy trốn khỏi chính quyền, trong khi người bạn thân của anh ấy là Noah vật lộn với cơ thể bị đánh đập của chính mình. Cả hai tìm thấy một thế giới ma thuật dường như đang đến lối thoát và sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Tham gia cùng Z với tinh thần mạnh mẽ, nổi loạn của anh ta là Amigo. Trong cuộc tìm kiếm sức mạnh tối thượng của họ, đó là một lực lượng có thể cứu thế giới hoặc phá hủy sự sống như chúng ta đã biết. Đây là thế giới của Kiba, nơi bạn phải khai thác sức mạnh bên trong và chiến đấu với tất cả những gì bạn có. Số 5, Kenza no Mago, thể loại hành động hài hước phép thuật lãng mạn fantasy. Ở vương quốc Earthsign, Merlin Wolford từng được coi là một người anh hùng dân tộc, được ca ngợi về cả sức mạnh lẫn những thành tích của mình. Tuy nhiên, ông thích một cuộc sống yên tĩnh. Ông quyết định ẩn mình trong chốn rừng sâu, dành thời gian để nuôi dạy một cậu bé mồ côi mà ông đã vô tình cứu giúp. Cậu bé mồ côi này được ông đặt tên là Shin, với kiếp trước là một thanh niên làm công ăn lương bình thường ở Nhật Bản thời hiện đại. Sau khi bị tai nạn và được tái sinh vào thế giới của Merlin, trong khi vẫn giữ được những ký ức kiếp trước của mình. Nhiều năm sau trôi qua, Shin thể hiện tài năng vô song về cả phép thuật và võ thuật, trước sự kinh ngạc của Merlin và những người xung quanh. Tuy nhiên, vào sinh nhật thứ 15 của mình, Shin trước nay chỉ được dạy để phát triển kỹ năng chiến đấu của mình và không có gì khác, khiến cậu ta lúng túng trong các vấn đề khác của xã hội. Do đó, Shin quyết định chuyển đến và đăng ký tại Học viện Ma thuật của Vương quốc để trau dồi kỹ năng và đồng thời tiếp thu các kiến thức của xã hội mà cậu ta còn thiếu. Tuy nhiên, sống một cuộc sống bình thường với cậu là điều không thể, vì cậu được coi là người nổi tiếng gần như ngay khi cậu ta đến. Vì cậu là cháu nuôi của người anh hùng số 1 vương quốc và người bà cũng không kém phần nổi tiếng. Kenza no Mago dõi theo cuộc sống trung học của Shin Watford ở thủ đô khi anh tìm được cho mình những người bạn mới và cả người con gái mà anh thương yêu, tìm hiểu về thế giới và chiến đấu chống lại các thế lực xấu xa khác nhau xung quanh cậu.
Số 4. Isekai Izakaya, thể loại fantasy. Hãy tưởng tượng một quán bar với nhiều loại thức ăn và đồ uống kỳ lạ có thể đưa bạn đến một thế giới khác. Quán bar được gọi là Nobu, nằm trong một con hẻm trong thành phố cổ Aetheria. Ngay từ những bước đầu tiên, thực khách có cảm giác rơi vào một đất nước hoàn toàn khác với loại bia siêu mát lạnh, được gọi là Toriya Ezu Nama. Số 3. Re-Creators, thể loại hành động viễn tưởng fantasy mecha. Con người đã thiết kế vô số thế giới, mỗi thế giới được tái sinh từ trí tưởng tượng độc đáo của người tạo ra nó. Sota Mizushino là một sinh trung học khao khát trở thành một người sáng tạo như vậy bằng cách viết và minh họa cho cuốn tiểu thuyết của riêng mình. Một ngày nọ, khi đang xem anime để tìm cảm hứng, anh ấy bị đưa vào một cảnh chiến đấu khốc liệt. Khi trở lại thế giới thực, anh nhận ra có điều gì đó không ổn. Nữ anh hùng mạnh mẽ của anime, Selexia Yupitilia đã trở lại cùng với anh ta bằng cách nào đó. Chẳng bao lâu sau, những nhân vật hư khấu khác xuất hiện trên thế giới, mang theo những hy vọng và những vết sẹo cho ngôi nhà của họ. Một hiệp sĩ quyền quý, một cô gái phép thuật, một kẻ gây gổ tàn nhẫn và nhiều người khác hiện đang tràn ngập ở đường phố Nhật Bản. Tuy nhiên, người bí ẩn nhất trong số đó là một người phụ nữ trong trang phục quân nhân đầy đủ, được mệnh danh là Gantuku no Himegimi. Người biết nhiều hơn những gì mà cô cần về thế giới của những người sáng tạo. Mà dù vậy, không ai biết tên thật của cô ấy cũng như là thế giới mà cô ấy đến từ đó. Trong khi đó, Sota và Selexia làm việc cùng với Metera Osterix, một NPC thủ thư điềm đạm, để khám phá ý nghĩa đằng sau những sự kiện phi tự nhiên này. Với những thế lực mạnh mẽ đang tham gia, ranh giới đã từng rõ ràng giữa thực tế và trí tưởng tượng tiếp tục mờ nhạt, dẫn đến cuộc gặp gỡ định mệnh giữa người sáng tạo và người mà họ tạo ra. Số 2. Torohedoro, thể loại hành động hài hước kinh dị phép thuật fantasy seinen. Hole, một quận tối tăm, mục nát và mất trật tự, nơi kẻ mạnh săn mồi và cái chết là chuyện thường ngày, điều phù hợp với cái tên được đặt cho nó. Một lĩnh vực đặc biệt với luật pháp và đạo đức, nó là một bãi thử nghiệm cho những người sử dụng ma thuật thống trị nó. Là một chủng tộc chiếm giữ những nấc thang cao nhất trong xã hội của họ, những người sử dụng ma thuật coi những cư dân của Hole không khác gì côn trùng. Bị giết, cắt xẻo và thực hiện các thí nghiệm mà không cần suy nghĩ, những cư dân bất lực của Hull trở thành rác trong các hành lang của bệnh viện Hull hàng ngày. Sở hữu quyền truy cập miễn phí vào và ra, trong khi sở hữu quyền lực, những người sử dụng phép thuật tỏ ra bất bại trước hầu hết tất cả, trừ một số ít. Caiman, loài bò sát đê tiện hơn con người, là một trong những cá thể như vậy. Anh ta săn lùng chúng trong một nhiệm vụ không cần thận trọng để tìm ra câu trả lời chỉ với một cặp lưỡi lê đáng tin cậy và khả năng miễn nhiễm ma thuật của mình. Bị nguyền rủa bởi ngoại hình của mình và bị giày vò bởi những cơn ác mộng, những người sử dụng phép thuật là manh mối duy nhất để khôi phục cuộc sống của chúng trở lại bình thường. Với chướng ngại vật lớn nhất là dạ dày, người bạn đồng hành nữ Nikedo của anh, người điều hành nhà hàng Hungry Bug là đồng minh lớn nhất của anh. Lấy bối cảnh một thế giới tàn khốc với thiết kế địa ngục, Torohedoro quản lý một sự pha trộn giữa hài kịch và vui vẻ, với cái chết và sự tàn sát. Trải qua rất nhiều khúc quanh trong khi theo dõi cuộc sống của cư dân Hull, nó tạo nên một thế giới độc đáo, có nguồn gốc phi thường và vẻ ngoài ảm đạm, không dành cho những người bí bách hay dễ bị quấy rầy.
Số 1, Log Horizon, thể loại hành động game phiêu lưu phép thuật fantasy. Trong nháy mắt, 30.000 game thủ Nhật Bản hoang mang khi bị đưa từ cuộc sống hàng ngày của họ vào thế giới của MMORPG nổi tiếng Elder Tale. Sau bản cập nhật mới nhất của trò chơi và họ không thể đăng xuất. Trong số đó có cậu sinh viên đại học kém hiểu biết về xã hội, Shire. Người mà sự bối rối và sốc chỉ kéo dài trong giây lát. Một game thủ lâu năm của trò chơi, anh ta ngay lập tức bắt đầu khám phá giới hạn của thực tế mới của mình. Shire phải học cách sống trong thế giới mới này, dẫn dắt những người khác và đàm phán với NPC, người bản xứ, để mang lại sự ổn định cho thành phố ảo Akihabara. Anh được tham gia cùng với người bạn không may, Naosugu của mình, người đăng nhập lần đầu sau nhiều năm chỉ để thấy mình bị mắc kẹt, và Akatsuki, một sát thủ nhỏ nhắn nhưng hung dữ, người coi Shire là chủ nhân của cô. Là một câu chuyện về giả tưởng, phiêu lưu và chính trị, Log Horizon khám phá các yếu tố của trò chơi thông qua con mắt của một chiến lược gia bậc thầy, người cố gắng tận dụng những cơ hội tốt nhất trong một hoàn cảnh vô cùng khó hiểu. Trên đây là top 10 anime có nhân vật chính bị đưa đến một thế giới xa lạ mà mình muốn gửi đến cho các bạn. Và video này cũng là hết rồi, các bạn yêu thích thể loại này thì hãy để lại bình luận cho Thỏ Ngọc Anime biết để mình gấp rút cho ra mắt các top anime tương tự nhé. Thêm vào đấy nữa thì nếu thấy hay đừng quên like, share video này với bạn bè và nhớ subscribe kênh ngay lập tức để đón xem những video mới nhất của bọn mình. Chân thành cảm ơn các bạn. Bye bye!